Các bác biết bên cạnh em Thành Ô Tô đây là chiếc xe gì không ạ? Đi ra xa một chút nữa thì các bác sẽ thấy đây là một chiếc VinFast VF6 đúng không ạ? Thì các bác có thấy điều gì khác biệt không ạ? Đây là một chiếc VF6S các bác nhá. Đây các bác nhìn la răng các bác có thể nhận ra được ạ. Đây là một chiếc VF6S lần đầu tiên đặt chân tại showroom VinFast Hải Dương của Thành Ô Tô, và chắc cũng là một trong những xe top đầu cả nước đang có sẵn xe giao ngay tại đại lý VinFast của em Thành Ô Tô. Thế thì ngay bây giờ thì em Thành Ô Tô sẽ cùng với các bác đi đến những cái điểm khác biệt của chiếc VinFast VF6 bản Bay này, hay còn gọi VF6S, so với VinFast VF6 bản Plus nhé. Và soi chi tiết xem khác nhau những cái gì bằng con mắt thường mà chúng ta nhìn thấy nhé các bác nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ quay lại màn hình để xem cho các bác chi tiết về em VF6S này nhé. Dạ vâng. Thì ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast VF6S đang có mặt tại showroom VinFast Hải Dương của em Thành Ô Tô. Thì em Thành Ô Tô cũng xin phép là được báo giá luôn ngay từ ban đầu cho các bác có thể cảm nhận luôn cho nó nóng. Vâng, VF6S thì có mức giá mua đứt pin sẽ là 765 triệu. 765 triệu là giá mua đứt pin. Nếu như chúng ta trả thẳng sẽ được trừ 4%. Còn nếu như chúng ta trả góp theo chương trình ưu đãi lãi suất của Vin thì chúng ta sẽ phải mua đúng giá niêm yết, và đồng thời sẽ được hưởng cái ưu đãi lãi suất là 5% trong 2 năm đầu, 3%, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5-3 năm còn lại. Đây là chương trình ưu đãi hỗ trợ lãi suất của Vin. Còn nếu như chúng ta thuê pin trước VF6 bản Plus này, VF6S này, sẽ có cái mức giá thuê pin là 675 triệu. Có các cái gói thuê pin như sau: 1,4 triệu nhỏ hơn 1.500 cây, 1,8 triệu nếu như nhỏ hơn 3.000 cây, và lớn hơn 3.000 cây sẽ là 3 triệu đồng. Cọc pin sẽ là 25 triệu các bác nhá. Trả thẳng vẫn được trừ 4%, và trả góp thì chúng ta sẽ vẫn được cái chương trình ưu đãi lãi suất của Vin. Ngay bây giờ thì em Thành Ô Tô sẽ cầm cái chìa khóa ở trên tay để cho các bác xem toàn bộ về chiếc VF6S này, xem nó ra sao. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi cái khác biệt ở bên ngoài ngoại hình nhé các bác nhé. Thứ nhất thì các bác có thể thấy la răng của chiếc VF6S đây, xem một cái kích thước la răng là 17 inch. Đấy, kích thước la răng 17 inch nhá. Đọc thông số lốp cho các bác đàng hoàng luôn. Đấy. Đây, 225/60R17 nhá. 225/60R17. Đấy. Đây là một kích thước lốp sẽ giúp cho chiếc xe nó có cái lốp nó dày hơn, đi nó sẽ êm hơn. Tuy nhiên về độ bám đường thì nó sẽ không thể bằng so với lại lốp và la răng của bản Plus được, đúng không ạ? Đây là cái điều khác biệt đầu tiên bằng con mắt thường mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay được, đúng không ạ? Còn đâu là con mắt thường thứ hai mà chúng ta có thể cảm nhận được nhá, đó chính là cái giải đèn LED định vị phía sau của xe. Thì VF6S nó chỉ là cái tấm ốp phản quang thôi. Đấy. Tiếp theo nữa là cái điểm mà chúng ta cần phải soi kỹ hơn ở bên ngoài ngoại hình, đó chính là gương. Gương gập cơ các bác nhá. Gương gập cơ ạ. Đấy, gương gập cơ này. Gập bằng cơm. Đấy. Tiếp theo nữa là không có cam 360. Không có cam 360 mà chỉ có cam lùi thôi. Đấy là trên phiên bản VF6S so sánh với lại VF6 Plus. Tiếp theo nữa là chỉ được trang bị là 8 cảm biến, trong khi bản Plus là sẽ có thêm một cảm biến ở đây. Đấy, hai bên, tức là coi như là 10 cảm biến đúng không ạ, bản Plus. Còn đâu bản Eco này, bản VF6S này nó chỉ được trang bị là có 8 cảm biến thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào bên trong xe. Đi vào bên trong xe thì đầu tiên là chúng ta phải nhìn bằng con mắt thường ở ngay cái táp lô cửa, táp bi cửa đúng không ạ? Táp bi cửa thì các bác có thể thấy là những cái đường viền chạy dọc cái táp bi sang táp lô kia, nó sẽ chỉ là nhựa và được sơn nhé các bác nhé, nhựa và được sơn. Trong khi là đối với VF6 bản Plus sẽ là cái thanh mạ chrome, nhìn rất là sáng đúng không ạ? Đấy. Còn đô bản màu xám có nội thất nâu nó sẽ bằng mạ đồng, và khu vực này cũng được ốp bằng da. Trang bị da đây, đây là nhựa nhá, da này. Và chất liệu da thì đương nhiên là nó sẽ khác so với lại chất liệu da của bản Plus rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhá, da này chỉ là da tổng hợp thôi. Đấy, da này chỉ là da tổng hợp thôi. Và các bác có thể nhận thấy là, để các bác đợi một chút em bật cái chế độ gió điều hòa nó xuống một chút. Các bác có thể nhận thấy là trên mặt da ghế đây thì nó không có những cái lỗ thông hơi giúp cho chúng ta ngồi thoáng khí,
như là bản Plus vẫn không có chế độ làm mát trên cái ghế này. Ghế thì chỉ là ghế chỉnh cơm thôi, ghế là ghế chỉnh cơm thôi, các bác có thể nhìn thấy. Chỉnh cơm này, bơm ra bơm lên bơm xuống này. Tiến lùi thì vẫn ở đây, đúng không ạ? Ngả ra ngả vào đây. Đấy, chỉnh cơ 6 hướng. Vô lăng thì tiếp theo đập vào mắt chúng ta sẽ là cái vô lăng. Vô lăng thì là vẫn là vô lăng chỉnh cơ thôi. Đấy, ngồi ở bên trong nhá, để chúng ta có một cái trải nghiệm tốt hơn. Rồi. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái trải nghiệm sâu bên trong. Thì tiếp theo nói về cái vô lăng thì chúng ta sẽ bị cắt giảm ở đây là tính năng ADAS đã bị cắt, đúng không ạ? Tính năng ADAS đã bị cắt nhá, giám sát hành trình thích ứng cũng bị cắt, tức là trên VF6S cắt một số tính năng ADAS nâng cao và chỉ có những tính năng ADAS cơ bản thôi. Đấy, vẫn có ra lệnh mở rộng nói, điều khiển dành tai nghe cuộc gọi và chỉnh nguồn phát nhạc, tăng giảm âm lượng. Đấy. Và các bác biết mất thêm cái gì khi mà nhìn thẳng vô lăng lên không ạ? Mất màn HUD. Nếu như chúng ta có nhu cầu độ màn HUD này thì phải lựa chọn ngay từ khi chốt cọc các bác nhá. Lựa chọn ngay từ khi chốt cọc là chúng ta có nên trang bị cái màn HUD này không. Thì chúng ta phải nâng cấp ngay từ trong nhà máy. Thì nhà máy sẽ có cái thiết kế ở cái phần tablo này, nó hõm xuống để chúng ta đặt cái màn HUD kính lái vào đây nhá. Còn nếu không thì chúng ta có thể đi độ những cái chương trình màn HUD này ở bên ngoài nhá. Sẽ có rất nhiều các đơn vị cung cấp màn HUD kính lái. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể kể đến ở đây là đến cái khu vực màn hình trung tâm, đúng không ạ? Khu vực màn hình trung tâm nhá. Thì quan trọng nhất là cái điều hòa này. Điều hòa thì đã mất đi chế độ gọi là gió lọc không khí, là không khí ion. Đấy, đúng không ạ? Mất đi chế tính năng là không khí ion. Và điều hòa chỉ là điều hòa một vùng và có cửa gió điều hòa cho người ngồi hàng ghế 2. Chỉ là điều hòa một vùng và có cửa gió cho người ngồi hàng ghế 2 thôi. Đấy. Tiếp theo đây vào cái phần cam này. Các bác có thể nhìn thấy là cam 360 đã bị cắt và chỉ còn camera lùi thôi. Và cái camera, chất lượng camera của VF6S cũng không thể bằng chất lượng camera của VF6 bản Plus được. Đúng không ạ? Tiếp theo là chế độ đèn. Đấy, đèn thì có chế độ bật tự động đây. Nhưng mà các cái chế độ nhá, các cái chế độ này, mất chế độ người lạ. Đúng không ạ? Các anh nhìn thấy không ạ? Mất chế độ người lạ, mất chế độ rửa xe, đúng không ạ? Không có hai chế độ này. Các cái chế độ lái thì chúng ta vẫn có ba cái chế độ lái là tiết kiệm, bình thường và thể thao. Chế độ di chuyển chậm vẫn được bật, đúng không ạ? Đấy. Vẫn tương tự như so với bản Plus. Thế thì đó là những cái tính năng thiếu ở trên màn hình. Đấy. Mất chế độ người lạ. Ở phần âm thanh nhá. Âm thanh thì chỉ được trang bị là 6 loa, trong khi bản Plus trang bị là 8 loa các bác nhá. Bản Plus trang bị 8 loa. Bản V6S này chỉ trang bị là 6 loa thôi. Đấy. Ở phần trợ lái chỉ có cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ đỗ xe, không hề có tính năng ADAS, đúng không ạ? Không hề có tính năng ADAS. Vẫn có sưởi gương, sấy gương và sưởi kính mặt, đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì ở phần pin thì quãng đường di chuyển trên VF6S sẽ di chuyển được 420 km trên một lần sạc đầy, trong khi VF6 Plus là 381 km trên một lần sạc đầy. Đó là sự khác biệt về cái quãng đường di chuyển nhá. Còn đâu là dung lượng pin thì vẫn như nhau thôi. Đấy. Rồi bằng những con mắt chúng ta thấy nữa thì ở đây là chúng ta có thể thấy là cái số lượng túi khí ở trên VF6S chỉ có được trang bị là 4 túi khí thôi. Cụ thể là vị trí thứ nhất là vô lăng, thứ hai là bên ghế phụ đây ạ. Đã nhìn chưa ạ? Đấy. Thứ ba là bên cái chỗ ghế ở cột A, ở cột B, đúng không ạ? Đấy. Đây. Và ghế ở cột B bên ghế lái, tổng là 4 vị trí. Còn trên bản Plus thì chúng ta sẽ được trang bị thêm đây một túi khí nữa này. Đây một túi khí nữa này và kia một túi khí nữa. Đấy.
xe có túi khí rèm. Đấy. Thậm chí ở cột C kia cũng có này. Đấy. Đây là trên bản Plus của đâu trên bản VF6S này đã cắt bỏ đi những vị trí túi khí đó. Thế thì còn cái gì khác biệt nữa không ạ? Còn cái gì khác biệt nữa không ạ? Ở đây thì em Thành ô tô có sẽ thấy là cái số lượng cổng cắm USB cũng được giảm thiểu đi nhé. Cũng được giảm thiểu đi. Chỉ còn có 2 cổng cắm USB và một cái tẩu sạc 12V. Đấy. Tẩu sạc 12V. Nào, đây thì hàng ghế 2 đây. Tí nữa em sẽ sang hàng ghế 2. Đấy. Bây giờ vẫn là hàng ghế trước thôi. Đèn thì vẫn có đèn trần cho người ngồi hàng ghế trước và người ngồi hàng ghế sau. Bây giờ chúng ta sẽ sang hàng ghế 2 nhé. Ở trên VF6S thì chúng ta cũng vẫn chưa được cải thiện ở cái khu vực là hốc lốp, đúng không ạ? Hốc lốp vẫn như vậy, vẫn như là VF6 Plus thôi. Đấy. Khi ngồi ở bên trong đây thì cái ở đằng sau hàng ghế 2 thì chúng ta đã bị cắt giảm đi một cổng USB này. Đấy. Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 có này. Rất là mát đúng không ạ? Đấy. Rồi. Tức là đã hết những cái khác biệt bằng mắt mà chúng ta quan sát thấy được. Đúng không ạ? Thế thì còn cái khác biệt nữa là khác biệt về công suất động cơ. Công suất động cơ của chiếc VF6S chỉ 130 kW. Bản Plus là 150 kW nhá. Đấy, VF6S đã được nâng cấp nhá các bác nhá. Ngày trước là chỉ có 100 kW thôi, nhưng bây giờ nó được nâng cấp lên 130 kW rồi. Đấy là một cái sự cải tiến đối với lại VF6S các bác nhá. Thế thì vừa rồi em Thành ô tô đã điểm qua cho các bác tất cả những cái điểm mà khác biệt giữa VF6S và VF6 bản Plus. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe điện VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành ô tô theo cái số 0961 395 131 hoặc số Zalo 0979 188 958. Em Thành ô tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Chỉ cần các bác ở bất kỳ nơi đâu thì em Thành ô tô cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Còn bây giờ thì em Thành ô tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.